Chào các bạn nha. Giờ cuối tuần anh em mình đi bắt cá các bạn ơi. Đi bao lớn xong rồi đây. Mình đang tận động mình đi để quay cho anh em tiếp. Thì giờ anh em mình bao khu vực này các bạn. Xuống lưới chưa thấy anh đâu rồi ta. Đây, giờ đang bao đây các bạn. Xuống lưới xong hả? Ừ. Giờ gom cái đám này lại các bạn ơi. Anh dẫn xuống sông rồi nè, anh bao lại rồi. Giờ anh lấy cây anh đập anh lùi vô. Nhưng mà giờ bao chỗ nào? Bao xong rồi hả? Giờ đây đập lên hả? Rồi. Để mình tạm dừng tới đây mình phụ đuổi cá anh ra các bạn. Đuổi dòm lên trên rồi anh em mình bắt. Các bạn nha. Hôm nay mấy anh em mình ra đồng kéo cá các bạn ơi. Nước ngập quá. Bắt đầu anh em mình xuống lưới mấy xong rồi tông cuộn giờ các bạn thấy ngập hết rồi đó. Đây nè, xa nó là giờ ngập hết rồi các bạn. Nhưng mà trong cái mương này mình thấy cá nó ụt nhiều nè mấy anh em mình bữa nay quýnh bữa. Bây giờ anh em mình đang giăng lưới chỗ này các bạn thấy không? Đó. Sẽ bao hết cái lùm bên đây lại. Bao cái lùm bên đây bắt. Giờ dưới sông cá nó ụt nè các bạn thấy không? Anh đang giăng chỗ này là các bạn thấy xa xa đó, anh đang bao vô một chút nữa mình gom qua cái gốc bên đây bắt các bạn ơi, gom qua cái lùm cây bên đây nè, đây mình sẽ bao hết cái đám lục bình này nè, các bạn thấy đám cỏ nè, mình sẽ vớt lên hết, vớt lên bờ đường luôn là bắt cá đó. Bây giờ mình bao, bây giờ anh đang giăng lưới các bạn thấy không, biết chút cá mắm nó ra làm sao đây, nước này ngập biết cái gì đây. Nó ăn móng nó chạy rộng rộng. Bọc vô ngay chỗ cây này luôn đi. Bây giờ anh bọc lưới vô đây các bạn ơi. Nước đầy của anh lậu rồi. Làm như nó lâu cái trà đi cái đó hay gì nó quặn lên dữ rồi ta. Đó, vô tới đây rồi các bạn ơi. Mấy cái lá nó mấy cái trái nó dính dữ lắm. Trái tàm nước là nó có mắt á. Xuống nước đâu có mục được đâu. Đây là các bạn thấy cây này cái lá này ăn bánh xèo ngon lắm rồi các bạn. Nó non quá chừng luôn. Này cái tâm sông áo. Nói với lá lọc vừng nữa các bạn, hái lá non. Lá non này ngon lắm. Mà đây quá chừng mà sao không ai hái, giữa đường đi luôn. Bữa nào hái mới làm bánh xèo à. Ngon quá. Đâu cái sợi dây đâu, ông liền lên đây tôi cột vô gốc cây này cái cho anh chắc luôn. Để mình phụ anh các bạn, chút tí xíu bao lưới xong cái anh em mình là bắt. Bây giờ bắt đầu anh em mình xuống dưới đây đuổi cá lên các bạn ơi, đuổi cá cho gom vô lưới. Đây mình cũng dùng cái cây này mình đập đi chấm hầu nữa xuống sông luôn quá.
Thì vậy là chút nữa mình đập vậy các bạn, đập dồn vô cỏ lên, còn gom được cái gốc bắt cá các bạn, kiểu như mình bao lại. Giờ mình đi đuổi để mình phụ mấy anh đuổi cái này. Ông vòng thẳng vô đây luôn đi, lưới vô các bạn. Giờ bắt đầu mình lên cái đường chì này các bạn thấy không, mình sẽ gom lên, gom lên cái chút tí xíu nữa mình vớt ba cái lục bình này lên hết. Rồi mình gom lên cái đoạn xuống dưới đây này. Gom cỏ với lại lục bình lên chắc lên cho có cái bờ tí xíu nữa, cái đầu anh em mình hốt lên hết, hết lục bình lên hết. Ốc bự vàng quá trời luôn các bạn, ốc bự bự không, chút mình nhặt luôn, nhặt bỏ bao. Ốc ngon lắm các bạn, quá trời quá đất. Ốc cá tí xíu, cá gom hết lên cho bắt cá quay cho các bạn xem nha. Nhìn cái đám lục bình này, cũng to lắm các bạn. Cái bao tí xíu nữa bỏ ốc nha, làm được mới rồi nè. Rồi giờ mình có mấy anh em ra phụ tiếp các bạn ơi. Rô cái gì hả? Sặc bắt luôn. Lâm tí xíu mớ ốc của nó rồi. Còn nào trong nào mấy mập ha. Ờ. Tên gọi cá rồi. Tiền mất đâu. Ngáp ngộ vậy chứ tôm ruộng không bằng. Đúng rồi, 100 nè. Cái gô bự nữa nè, rút ra đâu để hỏi ngập. Đây đây, nước đây nè. Rô. Nó liền nhặt. Chưa lên hết quơ được mấy con vô gọ. Quăng lò qua đây coi. Kéo kéo cái đầu lâu vô cái này. Rồi rồi. Tôi có cái đồ đồng không? Bỏ luôn, cái tay kìa. Cái tay vàng. Nó hoài không? Đâu. Cái cái dặm đâu có đó gì vậy? Dữ dữ chứ. Dặm lên. Cái gặp cái dặm hoài chục liền. Hốt liền hả? Hốt liền hả? Dữ chỉ mà. Rô nữa nè. Cái đồ đồng không? Hay quá. Chưa lên hết mới có kéo theo dính quá chừng đó. Có cái tơi ngay đó nữa kìa, đưa cái ớt lên kìa, bắt đây. Bông. Bắt luôn. Đó nằm đó hả? À, giờ đà anh này đây. Giải đâu ạ? Nè nè, cái rô đó. Anh chưa bắt, anh cứ đẩy đó không à. Bởi nó lưới này lâu nó con cá trơi nữa kìa. Bỏ vô vỏ luôn rồi sao bé? Trơi thiệt ngon, người ta dằn hụm luôn á. Cái vàng. Cái vàng nhỏ nhỏ không có bự. Đà có lóc tung lên cái đây. Bé cậu quá đưa lấy mượn bé. Vậy cái nhà vợ tôi biểu lâu rồi mình cỏ ngay không? Ủa, trời ơi, trời rồi. Đà lên. Cái lóc đó, ngay tay bờ kìa. Đó, cái lóc chụp bế nè. Khấu 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 lên tí xíu là đây nằm hết chứ gì. Cá cá đầu kiến. Cầm cái gọ lại, cầm gọ lại hốt cá lóc này liền. Cầm gọ lại giùm. Những cái nó bỏ bịch cũng được. Bỏ vô gọ này đi nè, bắt tay vô bắt đây nè. Nè. Nè, hai ba con lặn sướng quá rồi nè. Đúng rồi, chung vô đó, ẵm lên rồi, chung vô rồi đó, giờ vậy đó. Chung vô. Phân từ từ ra đó, đúng rồi,
tưởng là nó dở lắm. Làm cái phạch nè. Phạch. Cái phạch. Tiên là móc lặn nó qua luôn rồi, còn con cá lau kiến chứ góc dưới đó. Trời ơi, vô vậy mà bỏ hả? Không, cái này không được. Bỏ vô tôi ấy dắt à, bỏ vô đây đi. Đâu cầm coi. Màng màng hay quá. Lòn lòn đâu không biết. Đem móc cái tự vô. Không lụm móc mà bắt cá không à ông. Chút nữa vũ lưới lụm luôn. Để đây. Ốc gì đâu cũng lậu. Đó, đó ý gô ra hoài rồi kìa. Cú của đồng. Dạ. Quá bự. Tôi biết nghe tôi đem đây đâu. Móc vô hả? Móc vô gần năm cái to. Giờ đang này tổng phí. Làm 100 nè. Thì mà thấy nghĩ rồi tao không tao được ngán quá. Đây còn gô nữa nè. Không? Rách cái lỗ gì dần dần thấy ghê vậy. Chắc nó hả ba? Mới sợ ghê, sợ chết lên luôn. Sợ gì tay lớn quá, giờ tụi nó đánh đều hết rồi. Cái này ngay chân kìa. Ờ, à, ngay chân cái đó. Ngọn chén vô cái chân anh lo. Chén mới là làng, đụng mà nhảy dần. Ê, cái vàng. Nói cái gô, cái gô. Cái trộn có gô dần dần nữa. Bỏ vô luôn, vô gõ. Này cái gô không ta? Cái giòn vậy nè. Ủa nãy hai ba con đụng má tao mất tiêu hết mất cha. Xuống chân á. Lạc đâu? Lạc đâu? Con cua nó kìa bắt không? Cua đồng nè. Bắt hết. Cá nhiều quá đang chê. Ngậu nổ. Nổ còn quẹt nữa, bộ chục nắng gì vậy? Hốt miếng cỏ này lên cái em. Ô má cái tay vàng này thầy ba. Tay vàng thiệt bự nè. Khỏi bỏ vô bắt gì đâu. Đâu không? Tự mình. Gói đây. Cho cái chì lên đi để hỏi lọn dưới chân cái mắt. Ừ, đúng rồi. Gậu gậu. Ló ló lên kìa. Đứng tới. Coi anh mằng. Trời hả? Trời cái trời. Vô đoạn cuối này cá mới nhiều nè. Để đưa nó liền đi. Sao dọn con nó mấy sao giống xe lửa vậy. Ô, cái cây đồng, nhỏ nhỏ không. Hồi nãy có con cá hát lát thiệt bự đây nè. Đâu bắt tiêu rồi không biết. Chắc lắm á. Này, rồi quá chừng ốc để đó nha, tí xíu lận bọc rồi để đây, để đây. Cá lóc, cá lóc, cá lóc kìa. Nhảy ra đừng kìa, phao cầm phao lên. Không mà chuyên nghiệp bắt cá mà chuyên nghiệp bắt cá mà chuyên nghiệp bắt cá sảy. Cầm cái đường phao lên nhảy. Trời ơi con cá lóc mà không làm như dở. Cầm hai tay. Nói anh bắt dễ như cá bằng nhựa mà. Hột tay là lụm hả? Bốn màu con nữa nè. Cái gì mà nắng móc lên nữa kìa, từ hưng có sặc mà thấy ông gình. À, còn cái tờ thì ngon. Nửa gô kìa, cái gô bự, bỡ gớt gớt nè, quát 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 nè. Quát quát kìa đó. Đường không chứ đừng nó đuôi. Đó, giải cho giữ đi luôn. Đi đâu? Ủa, dưới còn lưới. Còn lưới mà chỉ đi đâu? Vũ ngược lại, vũ ngược lại, đừng rút nó. Đó rồi, nó đâu có vô lưới đâu. Đó. Đó, ra, ra, cá nó hơn, hơn lỗ lưới rồi. Dục tùm lum hồi nãy giờ được 2 kg chưa? Ngày mai á. Rồi, chưa được. Đúng nó giờ sáng rồi ra là thấy chỗ này có tay lưới. Dụng tóm sẵn. Có tay lưới 3 màng hả? Được 3 nó đẹp rồi. Không lẽ cá hát lát chạy luôn xuống dưới đây ta, hồi nãy thấy trắng trắng. Đúng rồi. Đâu có con này đâu. Có cái gô nữa kìa.
luôn không chích được. Không, ngày đầu cái ba với kia bắt cá 3-4 kg cái rô đồng cỡ vậy không. Bắt cái rô mà trong không chịu. Cái lớn nặng hoài mà. Lớn xuống đây nè. Dồn hết túi rồi. Dừng để đây mai anh bắt hay là bắt? Để đây mai bắt, nghe nói đạo. Bọc rồi, còn vô đến đâu để mai bắt. Để cho ăn móng coi chơi hả? Hai bà con này chờ. Nằm im đây nè, chút còn kia động tung ở đây nằm chứ vậy. Đây nhỏ nhỏ không? Cũng giả dữ, nhỏ mà giả dữ. Vô, giỡn cá tưng lên cũng đẹp vậy chứ. Đừng nói là thải lên nữa. Không thấy. Ít trời ơi. Cá bò lên bờ luôn nè mấy ông ơi. Nè, cái tơi đồng. Chà nế thiệt ngon. Đây cái tơi đồng chà nế ngon quá. Đụm luôn. Vậy là nãy xảy lên cái này nè. Nè. Vậy anh nói cái cùng tay em vậy bắt. Xảy thì lúc nào cũng lớn hết á. Cá xảy là cá lớn lắm. Bắt lại là nhỏ à. Chút bắt không được là nó cá là chết rồi. Rút vô trong luôn hả? Chết rồi. Tại nó ghim lục lớn. Đó. Như cái họng luôn. Cái con lắm về táo anh nằm ngửa không được nè. Công lại công lại giết luôn hả? Đó này là lên phút cuối nè các bạn ơi. Cái gì nó dãi quá chừng. Chị dẫn lên lên miếng ừ. Đó đó, cá lóc búng lên rồi kìa. Kéo đường chì từ từ lên để gấp. Lưới này cũng có tuổi hết rồi đó. Mới đây mười mấy năm sao cũng hơi bẩn vậy. Quên quên đi mới mười mấy năm mà. Dài bữa anh xuống rồi. Tôi nhớ mà tôi bỏ bạch rồi nha. Vài bữa anh xuống lớn bỏ đó được 3-4 con tổng ông nghĩ á. Ủa đâu rồi bé? Hay là anh luồn mắt rồi đó. Có ba cái chì nè, cho anh lên. Ủa anh làm bắp hả? Ngoan, đừng lùm nữa nghe. Có như bắt hết đi, đừng lùm nữa. Ủa. Trời ơi. Rồi có rô bự bự không dục hết ta. Cái gọi đây không bỏ vô. Phá dục tôi lụm mà. Có vậy. Nó khỏe quá. Đủ không được. Con ruộng này nó đầy nó. Nó nằm ngay chỗ này nè. Cái ừ. Nước thanh lâm vừa gầu anh mấy là kéo rồi. Nước này vô các bạn. Này mình cây sang là mình đi đuổi nè, mua mình làm chuyện con nước cỏ. Xuống chụp pin được chưa. Nè. Đà lên. Nữa. Cho chì ngon lành phải không? Chì đã bắt tiêu rồi. Đó. Đà từ từ vô tới đâu lụm tới đó. Đó có cá lóc kìa, từ từ. Từ từ tới đâu cái. Từ từ bợ ra khúc nào cái bắt khúc nấy. Cái túi cuối này là chắc nhiều nè. Đó. Hai con cá rô đồng thì ngon quá. Đó, y. Có con cá rô phi vậy. Đâu ăn cá rô phi đâu rồi. Giải ra đâu. Nằm trong cái đống ý quá chừng kìa. Ôi cá rô đồng nữa. Ý cá lóc bự. Con này ngon nè. Ô, bắt cá lóc trước đây. Quay nè. Nó chừng nó vụi xuống mắt á. Anh ba thấy chưa con cua cua chung vô đó, chung vô bắt đi. Ô, nắm cá nó ra trước kìa bác. Nắm chặt chắc lâu bên bờ cái đây. Hai tay em cái coi. Lâu bên bờ luôn. Đó. Cá lóc quá bự. Kiếm mấy con vậy coi. Tội gô còn cá gô quá chừng kìa. Túi cuối này ngon hả chứ. Rồi được rồi, để vậy vô bắt. Ý, còn bự nữa kìa. Bắt cá lóc bự luôn. Bỏ lên cái không? Bỏ lên bông, để cái lỗ gác bông. Bỏ cá gô đó đi. Lâu có đường chì lên nè. Ừ, lâu đường chì lên. Rồi được rồi, được rồi. Nè, đường chì còn ở đây nè. Gầu cá bự ra rồi, ra cá lỗ rồi nè. Ra gầu, ra gầu. Thấy, không bao giờ gầu. Ba gầu. Còn dưới á. Còn dưới luôn luôn vô. Vậy chui vô, chui vô bắt đi. Không để lấy con bé tôi quay cho nó xiên nước mà. Hai con này ở đây còn. Không có vớt chỗ nào vớt hết đi ông Hồng ơi, ông đừng có gói lên vậy nó ngập cá hết. Bắt cũng đó. Đó nè, cái tảo lại đây nè. Cá lóc nhỏ, cá lóc bự lại đây nè. Con bự nè, con to lắm. Đó. Có cá lát nè. Quá chừng. Đúng rồi nè. Thấy chữ nhiều như mất đâu. Lên luôn anh ơi, lên luôn. Lên luôn đi. Ui.
Đó, cá lóc bự kìa, đó. Cá lóc bự kìa. Có cá nè. Hốt cá bự đó bé bé. Mặn vô bắt đó. Mặn tay vô đó. Ui, đang con nữa nè. Ui, giặt cuối trúng quá. Hai tay em cá lóc cái đãi ra coi. Cầm hai tay giơ lên rung rung đó. Ừ, lên bờ luôn. Từ từ bỏ rồi. Lên bờ luôn để gớt á. Móc mang nó. Tay tái nè, không ơi. Vậy vậy. Ui, quá đã. Ô, cầm hai tay cho thấy bự hả? Ừ, cho bự. Một bầy kìa, lụm hết đặng đây, cái gô bự bự không nữa kìa. Cái nào sạch bỏ đi đừng lo đó. Ồ, cái gô bự quá. Cái gô quay lại. Đầu mùa trúng ngon quá chứ. Lưới này ngon. Lưới đầu tiên nó vậy á. Sau nửa năm. Cái này là được rồi. Phi phi cá tay tượng. Liền lên đó chứ. Con cá lóc bự này nữa nè. Cá lóc nhiều lắm. Đó, ý, hai con cá trời. Thấy vậy chứ còn dưới đây cả chục cá lóc dưới. Đà hút nào bắt hết hút đáy đi. Không qua gầu qua cây rồi. Trong cái gùi nó hết 5 kg rồi đó. Bỏ xích bệnh luôn bé. Bỏ ngay sau lưng. Đây nè, đó. Vừa qua góc này. Bỏ nhìn qua không thấy. Qua đây nè. Bố đây nè, tại đưa mẹ đi theo qua, thấy mình đẹp. Rồi nó xây lưng qua cản rồi. Rồi nó phi ngay trong bún, kèm quá. Còn con cá gùi bự quá. Ờ, phi bự nữa nè. Sóc tay á. Một ổ. Ý, cái lóc bự. Lóc bự. Lóc ngon quá. Cầm nó cái tội tội dầu. Chơi cà, chơi cà. Ờ, cái đó dục ra. Nè đây nó. Cái trê cái gì nữa hả? Tao hả? Lóc nhỏ nhỏ. Cũng tháng nào vẫn ăn nào lấy bụng lóc. Đó nó nữa. Gom rồi đây không? Vậy mà nãy nó không cá. Hút cuối hút cuối cá bắt không đã tay nữa. Dồn đây nãy nước nó nước nó sâu, con phi bự. Nước nó sâu nên nó không có tung sớm. Còn con cá hắc lát nó bự nữa. Cái gì dục gì hoài á? À? Bên đây mà. Nước lát này chỗ này. Nè nè nước đó con dĩ đùng nha. Con. Đùng. Đó. Con dĩ đùng ơi trời nè. Con dĩ đùng bự chưa? Mà ba ha gùa gì đó. Con đinh hả? Cô đinh. Thấy gù gù đó, thấy gù gù ghê quá. Chơi à. Con dưới cái rồng chắc là có cá trê hay gì đó. Cá trê bự nó có dừa. Cá trê chứ cá lóc là tùng à. Nó ở trong cái trái dừa á. Đó dưới cá lau hồ. Trời bá lửa. Chú cá lau ký, chú mỏ rồi. Lại lấy cái bao trong đường ốc rồi. Ừ, để lại lấy cho. Tiếng cá bự mà, từ từ thả vô. Quay cho nhìn đã mắt hơn. Gồ. Cá nhiều phe đi. Nó cái bự á, ta cầm lên, ta đưa ta coi rồi ta mới thả vô. Hắn sợ sảy. Cá gì ghê vậy? Đầu kiến á. Đầu kiến, tao bắt tự nhiên hả? Đó là F35 của Mỹ đó không? Nó tàu ngầm á. Tàu ngầm người F35. Tàu ngầm. Sắp chứ. Từ cái lóc mà khải. Bắt lại coi. Cá nhiều lắm anh giỡn đã. Cái này. Đó. Rớt bận bận ra anh nằm trong bận á. Cái bao kìa bỏ vô luôn đi. Này là bên 52 bao nè. Chúng ta này còn sót lại nữa. Ừ. Thì tôi nói rồi. Nó không anh này nó. Mà khải thì mà sống là đừng dễ nữa. Lên bàn bé. Dính trở lại. Quăng vô cho nó ngủ bạn bè là dính trở lại rồi. Cái gì mà giấy phạch phạch rồi. Chúng quậy hai ngành dính vô luôn. Nãy cô cá khả nhờ cô đực bắt luôn nha. Cho mà khó khăn rồi mà có cô cá anh phải chữa chữa. Chưa chữa mà nó mới mang thai tháng mấy à. Khám vậy. Khám thai cua luôn. Khám ra ông khám ra cái giống của ông luôn đi. Ra luôn rồi. Ra luôn rồi anh đi hết rồi. Lụm cái lú. Nó nở cái cái bao trước mặt ông trong khả dân vô. Cắm rồi ta cái lò hồ cắm được rồi coi gì cắm. Để cho nó lau cái sông cho sạch sẽ hả? Cái sông ô nhiễm quá. Ê, còn gô nữa kìa. Ở đây nha, đừng kêu cá lau hồ. Cá lau sông. Cá
tính bỏ cho bao luôn. Bỏ nhiều lộc. Chở nặng. Bỏ thì chở nặng ký. Má chạy lấy gách một cái đống này nè. Dòm như cái túi ấy, chứ. Này khúc này không gách chứ gách lượng ra hết. Đã nói chuyện anh đi văn lưới mà anh mong cho lưới gách. Vậy. Khúc này không gách chứ. Này gỡ cá. Đó đó đó. Khúc kia mà gách như vậy là khu luôn. Cái gù đồng mấy con nữa kìa không? Dạ. Hải ra sau lưng đi. Hải ra sau lưng luôn đi. Cua lụm luôn. Không kế. Cắn. Kế chút kế mấy con. Có mấy cái gô phi bự đó đó. Dùm cá nó ra đi cho nó lao cái gốc cây này kìa. Ừ. Cá trời thiệt ngon. Bắt về nướng. Hổng tôi nướng bữa. Gô đồng hai ba con ngon ghê không. Đây nè bên đây nè. Hổng nướng con mấy con nướng. Dưới còn có cái gô còn nướng luôn ra. Cá trê nữa. Xuống sông mà còn quay ngược lên á. Không tại chiếc ép này, chiếc ép này nó bay vô nó phải lạng ra nữa, nó không chịu hạ cánh. Đi tàu ngầm. Đi tùm lum. Tàu gôi con phi đã không? Giống cá tài tượng lai quá ha. Nói ít gì. Quá chừng rồi nè. Thôi còn ngầm mà dễ giờ quá lắm. Không bán thôi chứ. Ở đâu đây nữa nè. Vô. Tiếp tục. Ấy. Chạy ha. Nhiều người mà. Thấy gì, gì nữa hả? Bắt lên kia giải rủng rỗng. Điên bịch bịch thôi. Thấy gì. Đó đây nè. Hai bà con dưới á. Bắt con đó trên mẹ. Trời ơi, ai chứ bốn nè, bắt mấy nhóc ngầm thì bắt hết cá nó cũng lớn. Ngập canh dài á. Chữ thôi. Ngập canh dài canh bỏ nó luôn à. Không phải, chữ thôi nè. Ê gì? Vô. Vậy kêu bằng hàng ghé, bằng ghé chờ nha. Ơ, gà ăn gà. Kêu làm sẵn mấy ly kia đi sẵn. Ờ, bằng hàng xuống ghé canh luôn. Ừ, cá, cá ra hoài. Gô bự yếu. Gô đá đạn. Tắt lửa hết luôn bé. Ý đó, cá nướng tắt lửa thiệt. Để có bao đồng nào nữa không? Bạn tôi biết tôi vô mà cháu lấy. Rồi, cái rô giải. Ý, ý hết hồn. Bỏ bờ luôn đi. Ê, ơi, hên. Rồi, chết. Còn có cái rô đồng bự cái nó kìa hả gì vậy? Hai ba con được kìa đó. Nó cứ dục lên đường là không chịu à. Dục vô nhỏ không chịu đâu. Mấy kia vô đây giải gấp bịch nè. Bởi vậy. Con nó tớ bịch bịch đen cái gì. Dục lên đường cá bự là mất luôn. Con cua lụm luôn. Lên kinh giữa là cua bắt bao la luôn. Hả? Ủa gì? Trời ơi, nhiêu đây ông bắt một khúng cá sạch nữa. Ông ở đó chơi đi. Chút không có về em ghé anh kia. Là lì cho sạch nhiều lắm. Suy nghĩ còn cá sạch rồi đi. Còn. Chắc không còn đâu. Còn có cá trê lú gâu kìa bự kìa. Cá trê hay cái gì vậy? Trê. Thấy lú lú lên tưởng rồi cá tra. Cá trê bự, cá đi lai. Hồi nãy hát lát bắt chưa? Chưa. Làm cái này. Trời lai. Trời lai. Ngày tài sóc. Lượm nó cái tay cũng gùm á. Tấm nữa cũng mát nè. Nè, hát lát thiệt bự nè. Hai ba con nè. Cá lóc đó đó. Bắt luôn. Hát lát này cũng ngon rồi chứ. Còn hát lát à. Hát lát đồng mà nãy bự dữ vậy ta. Hát lát trắng. Không phải, cá nàng hai nó có chấm. Hát lát đồng mình là nó trắng luôn. Nàng hai có ba bốn cái bông đuôi. Có tôm nữa kìa, gô phi. Cá lát chạy quay từ từ, cái lao điện điện ào. Cá lớn chịu sẵn. Tôi nói nghe, dài mà làm phim. Hai, cá nàng hai mà dài cho. Cái bở vậy? Cá lát này tại sống lâu năm.
cái mỏ thả xuống cho đẻ cũng vậy, còn ở đây có con một mà cái lồ hồ thả xuống chỗ đẻ nha, còn ở đây có con một rồi xong rồi không xong luôn quận cười nè, nó chơi luôn cái luôn ra quận gì vậy, nó chơi sảy thiệt luôn lát á giục quận quận à à xào luôn nói cho đẻ chứ bắt một cây này, này con cái nè con cái cũng cho má nó phải con đực thì không còn hai con đây nè, hai cái lóc nhỏ tao cái dừa, cái đầu cái lóc. Cái dừa anh vậy. Ừ. Cái con nào cái chữa thả à? Ờ để tuyệt chủng hết. Nãy con cua còn cá rồi. Ví dụ như con cái lóc nữa kìa, đó. Mình coi cái lóc bự đó mà nó chữa nó gần đẻ thôi mình cho nó đi luôn. Này con này thả. Qua đây, thả vô đây nè. Con nó chưa nhỏ quá tính hết. Con nào ơi cái lóc. Con nào cũng khả tôi thấy khả vô vô gọ hết rồi. Cá nó còn ngon, ra bắt nuôi. Chừng nào thấy như cá bụng bự, bụng bự ra. Hả, con ốc mà sao giải mạnh dữ không? Con ốc mà con bịt nó giải ghê kìa. Nó cho tả lời đẩy hờn uống cười. Nó bá gì, con không làm gì được hết á. Ủa gì, cái miệng thảy nó. Không có bắt đi. Không có cự nó bắt rồi. Rồi. Dạ. Xong chưa? Còn khúc cuối nữa. Đó, bỏ gì cho gọn. Đâu cái tê ngay tay đó, ừ. Mới nãy thấy đó đó. Đó ừ. Đi cái con phi này. Ừ. Thấy cái tê bắt con phi. Dạ. Bóp cái nhận nó lấy đầu chém mà. Có ấm mạnh xuống. Đó. Dính lứ chứ. Mà câu không ăn. Lứ hả? Câu không ăn lấy lứ rồi quýnh luôn hả? Tao đem ra khỏi cây nó ăn luôn. Đưa vô rồi. Ủa vậy khác hả? Nó đem cái lưới ra thử coi. Còn mà. Vô. Cầm về luôn hả bé, đưa bé nè. Cầm về luôn. Đó, sao nha. Ủa hai cái trời bắt con hả? Còn con nè, nữa. Con trầm văn nè. Ừ, bữa nó hai con nữa. Nó luồn luồn đi. Còn con nào nữa không? Bớt cho mấy còn nhiều nữa. Chứ không nó hẹn ngoài nay mấy ngày sao mặn giá. Đâu rồi, hẹn mấy ngày nhận qua anh được chứ đây mà. Đâu không? Dỡ nó coi. Nằm dưới đây nè. Thì dỡ lên cho người ta bắt. Đó là chờ anh dưới rồi. Đó. Có cái tê. Con cái tê. Cuối cùng. Đừng cho chết nha. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Đâu. Con cua nữa, kết thúc. Ủa, rồi. Đây hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Ủa. Nhúng nước cái cây nào không? Nhúng cái cây. Nhúng cho mát cái cây. Đó. Đừng có tung lên nha cái lóc. Hơn chục ký rồi, sách cho biết là hơn chục ký rồi, sách không nổ. Đó, bắt được như đây các bạn, cá lóc, cá rô phi, cá rô đồng. Mà giờ vô đây tối quá, không thấy. Quá đã. Không căng được mà hơn nữa rồi. Mày không nạp tiền quá thì mày điện được. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem vui vẻ. Bữa nay mình quýnh lưới ở đây. Bao khu vực này. Bữa nay nhiều quá chứ. Mày gặp tao mày chơi hâu hay sao? Mày chặn dùng gỗ. Trời ơi. Thấy giờ mày nặng rồi. Điện tiền đủ. Đây giờ mình bao hết cái đoạn sông này. Đồ dàm này các bạn. Bắt đầu tiên luôn các bạn ơi.